Xin chào các bạn. Hôm nay cuộc sống bỉ đang tung tăng ở trên một cái cánh đồng. Thì các bạn nhìn thấy cái cánh đồng này, các bạn cũng đã biết được đây là cánh đồng lúa mì rồi ha. Wow, vui quá luôn. Đây là một cái cánh đồng nằm ở ngoại ô. Cái nơi mình đang đi chơi thì trên đường tình cờ thấy rất là đẹp, như một bức tranh vẽ đấy các bạn ơi. Xung quanh là những cái gơm mà họ đã cuộn lại sau khi thu hoạch lúa mì đó các bạn. Thì với một cái buổi chiều như thế này, không nắng và xung quanh thì có những cái hàng cây xanh, bầu trời màu xanh, những cái dòng điện xây mà các bạn đang thấy đó, những cánh quạt nó xây để truyền tải nhiệt điện đó các bạn. Thì qua một cái bức tranh này mà mình chứng kiến ở bên ngoài luôn là cái cảm giác nó không thể nào diễn tả được các bạn, nó rất là tuyệt đẹp luôn. Ở ngoại ô nhưng mà rất là nhiều 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 cảnh đẹp. Khi mà mỗi lần mình đi đến ngoại ô đi chơi, đi những cái nơi đẹp như thế này thì mình thường hay ngắm, dừng chân lại và chụp ảnh và hòa mình vào trong những cái đồng ruộng, những cái cánh đồng như thế này để mình đỡ nhớ quê nhà hơn, nhớ quê hương Việt Nam hơn. Những nơi này thì tuy rằng nhìn nó mộc mạc, đơn sơ nhưng mà nó đem lại cho chúng ta cái cảm giác bình yên khi sống ở nơi này các bạn. Khi nào các bạn nào mà đã chán ở thành phố xa hoa thì các bạn có thể về lại với nơi cái vùng quê như thế này.